nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió. Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất sợ. Thấy một ca sĩ nào mà làm live show khỏe như này, làm một tháng mấy cái liền bây giờ. Xin phép chào đời chị Lê Trường, chị Hồng Nhung.